Hello mọi người, mình quay lại đây. Thì hôm nay cũng đã một khoảng thời gian mà mình làm tập 3 tới tận bây giờ. Không phải tập 3 đâu, tập 4 chứ. Thì mình biết là rất nhiều bạn chờ đến khi mình làm cái video mới này. Nhưng mà bạn cũng phải thông cảm với mình, đó là mình dù sao mới lên đại học thì rất nhiều cái phải làm ngay ở bây giờ. Và thời gian cũng dư ra được rất là ít thôi, mình cũng tận dụng đó, thứ nhất để livestream, thứ hai là để làm video này. Thì hôm nay chúng ta đến tập 5 là nói về chuyện đi Mac ở trong Paradise, cách thế nào là Uber, thế nào thứ ba là Elder, thế nào là Shaper, thế nào Uber Elder. Mình sẽ nói hết trong một video này. Thì đến nói phần đầu tiên, mình sẽ nói về chuyện đi Mac đã. Ok, để nói chuyện đi map này, khi các bạn hoàn thành xong 10 app, nhưng mà như là video mình đã từng nói với các bạn ấy, thì làm xong chúng ta sẽ mở được một cái tới chỗ Zayna nha. Làm xong nhiệm vụ này, các bạn lúc đó các bạn sẽ spawn ở đây. Từ từ mình sẽ chạy được đó. Lúc đó bạn sẽ đứng ở đây này, spawn ở ngay đây. Nếu bạn nói chuyện với Lily và William, nói chuyện xong nó sẽ có một cái quest dẫn bạn đi gặp Zayna. Thì lúc đó bạn chạy lên phía đông bắc, chạy lên đây, đây này, đây này, đấy, xuống cái Templar Laboratory á, xuống đây, xuống cầu thang. Thì lúc này này, Zana sẽ đứng ở đây và kêu bạn làm một cái nhiệm vụ giúp bạn. Nó sẽ đưa bạn cái map T1 trước để bạn clear. Thì bạn bỏ map vào trong cái map map ở chỗ đặt map đây này. Rồi đặt xong ấn vào ấn gọi gì ta, active, thì nó sẽ mở cho bạn chính xác là 6 cái port. Khi bạn phải hoàn thành map trong vòng 6 cái port đó, với điều kiện là bạn nếu bạn mỗi lần bạn chết bạn sẽ về đây và mất đi 10% kinh nghiệm. Bạn chỉ có 6 lần clear map đó, nếu 6 lần bạn không clear được coi như map đó bỏ đi, coi như map đó mất luôn á. Thì thế này, qua mỗi lake á, nó sẽ thay đổi tất cả những cái map ở trong trong cái Atlas này. Tức là mình ví dụ này, ngày trước các bạn biết map beach, map bãi biển á, mình đọc đôi khi đọc khá là sai cái map đó, map bãi biển đây, ví dụ cho mọi người thôi. Thì cách đây vài lake á là map beach này này là nó là T1, nhưng chỉ sau vài phiên bản thôi người ta đã làm cho nó lên T5. Thì cái đó lý do sao mình nói là map ở đây đi thì qua từng cái lake thì trên Atlas nó sẽ đổi vị trí của các map đi, nhưng về cơ bản thì map nó vẫn như vậy, chỉ khác là nó nằm ở T mấy thôi. Thì khi dành lời khuyên cho newbie này, các bạn đi những cái map mà gọi là nó rộng một chút để tăng thời gian đi, nghĩa là tăng cái thời gian clear map lên. Bạn ấy mình nói là giảm thời gian clear map ấy, tức là bạn hoàn thành map đó thời gian nhanh nhất có thể. Thì đi đối với T1 này, mình sẽ cho các bạn cái mẹo mẹo T1 ở cái link này thì chúng ta sẽ đi Waft này, Akande này, Pier này và Jungle Valley. Thì nó sẽ lúc mới đầu nó sẽ cho bạn bốn cái map đó. Khi nói chuyện Zana đầu tiên á, thì các bạn chọn cái Jungle Valley cho mình và các bạn farm map đó. Map này thì nó rất là rộng và các bạn đi, bạn chỉ đi như kiểu là nó là một cái bãi luôn á, một cái bãi lớn, bạn đi sẽ nhanh hơn bình thường. Còn những map khác thì như thế nào thì các bạn tự khám phá, bởi vì đối với newbie thì rất nhiều cái phải học, thì mình sẽ không nói thêm nữa. Mình chỉ nói là khi chọn T1 thì chọn cái map đó thôi. Cái tiếp theo này, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu, 17T, từ 1 tới 17. Thì nói này, từ T1 này tới T T đâu này, từ T1 tới T5 map chúng ta clear có thể là map magic trở lên. Bạn thấy nó ghi đây này, bonus kill board of magic of higher vision this of map of this map.
Tức là nó nói là nếu mà mình muốn được bonus á thì mình phải giết cái map này ở trên Magic giờ đổ lên. Magic là cái gì? Mình sẽ chỉ mọi người Magic là cái gì. Magic map. Magic map là cái map màu xanh các bạn xài cái cục đây. Ví dụ như này, mình có map ở đây. Đây, đây là một map trắng. Nếu bạn muốn nó màu xanh này, các bạn chỉ cần lấy cái Orb of Tremulation này, kích chuột phải vào, ấn chuột trái vào map, nó sẽ biến thành map màu xanh. Ok. Và một chuyện nữa. Đấy là map màu xanh, các bạn sẽ đi từ tier 1 đến tier 5, bạn chỉ cần đi map màu xanh đánh hết boss, đánh boss lớn nhất của cái map, boss cuối cùng của map á, thì các bạn sẽ hoàn thành xong map đó được cái bonus. Thì cho bạn hỏi bonus là để làm gì? Bonus này, bonus là để hello. Bonus á là để đây, nó ghi ở đây này. Với mỗi một cái bonus á, chúng ta có thêm 1% để drop một map T cao hơn. Đó. Đây, nó ghi ở đây. Đây này, các bạn nếu mà giỏi tiếng Anh, nói chung chơi game này chúng ta phải bắt biết thật nhiều tiếng Anh, cũng không thể gọi là bắt mình phải nói ra tiếng Việt hoài được, thì nó có ghi ở đây. Thì cứ mỗi phần trăm mỗi map chúng ta clear được, hoàn thành xong được cái bonus á thì chúng ta được 1%. Thì ở đây mình có hoàn thành 75 map thì chúng ta được 75%. Đó. 75% khả năng drop những map cao hơn khi đi map. Giả dụ mình chúng ta đi T1 thì chúng ta có khả năng 75% rớt ra map T2. Cứ như vậy các bạn tự cộng lại. Thì từ T1 tới T5 chúng ta chỉ cần hoàn thành Magic thôi. Từ T6 tới T từ T6 tới T9 à tới 10 chứ, từ 6 tới 10 chúng ta cần hoàn thành từ Rare Map trở lên. Rare Map là map vàng. Rare là thế nào? Thế này. Chúng ta đang có một map màu xanh ở đây. Thì chúng ta có hai cách lên map T vàng. Thứ nhất này, chúng ta có xài Rego off là cái off này là biến magic thành rare như này đó. Còn thứ hai á, còn một cách khác nó đơn giản hơn và cũng mình hay xài, đó là xài cái Alchemy, ấn vào nó sẽ thành map vàng. Ở đây mình chỉ có một Alchemy thôi, bởi vì nói thật là các bạn này, mình chơi game mình chơi duy nhất đúng một tuần ban đầu của cái league. Đây là những đồ đạc mình đã có trong một tuần đầu duy nhất đó. Nên nhiều bạn đừng hỏi tại sao mình nghèo vậy nha. Ok. Thì còn thêm một chức năng nữa mình muốn nói cho các mọi người, đó là chúng ta ví dụ này, nhiều lúc chúng ta roi map, nhiều bạn sẽ có cái dòng reflect. Reflect tức là nó phản lại đam của các bạn. Các bạn đều đi theo physical, nó sẽ phản lại physical chẳng hạn, nó sẽ ghi là phản physical hay là spell hay là gì 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 đó. Thì những lúc đó mình hay chọn cái cách gọi là tẩy map đi. Tẩy map đi bằng cách xài Orb of Scoring này thì nó về lại map trắng. Nói chung là tẩy từ tất cả những map vàng xanh thành trắng. Ok, cái đó cái mình hay xài. Thứ hai này, à thứ ba, map đỏ là gì? Map đỏ là những map đi như này, từ T11 cho tới T số 16. T1 tới T16 các bạn nhớ nha. Thì những map từ T11 đến T16 này, thứ nhất là các bạn đồ phải đầy đủ, build các bạn đủ khỏe mới có thể đi được, nên đừng có đú. Các bạn giới thiệu một map thì các bạn, nếu mà các bạn sống thì các bạn cứ đi tiếp, còn nếu chết thì các bạn mình khuyên các bạn dừng lại để không mất kinh nghiệm oan. Thì từ 1 đến 16 là chúng ta gọi là map đỏ, vì map đó là cần Corrupt Rare Prison Map. Tức là mình muốn hoàn thành xong cái bonus map này mình phải cần cái Corrupt Rare. Corrupt Rare cái gì? Tức là thế này. Ở đây mình sẽ có lấy ví dụ cho các bạn nha. Lấy lại một map trắng đi. Mình sẽ nâng nó lên Rare này. Đầu tiên à đúng rồi, quên, còn lại một cái nữa. Đó là đi mấy map đỏ các bạn đập hay đập chisel nhé. Chisel là gì? Chisel là nâng quality của cái map, tức là khiến map nó giá trị hơn, rớt ra những đồ tốt hơn. Thì cái chisel này bạn, mình khuyên các bạn hãy đập chisel khi nó là màu trắng, nghĩa là khi nó là map trắng á. Còn không thì các bạn đừng có đập khi nó đã màu vàng. Đừng đập sau khi nó thành màu vàng nha, bởi vì khi đập nó thành màu vàng á, mỗi cái chisel này chỉ tăng 1% thôi. Còn nếu mà nó là map trắng, mỗi lần bạn đập chisel nó là 5%, bạn chỉ cần tốn 4 cái chisel là nó lên 20%. Như thế này là 13 đúng không? 18 này, thấy không? Đó.
Thì đó mình có nói đó thì nói trước cho các bạn đấy để nhiều bạn rất là sai như thằng bạn ngày trước của mình là nó đập đến tận 20 cục chỉ số chỉ để tăng một mắt bên một mắt vàng từ 1 lên 20. Thì quay trở lại vấn đề, các bạn nhớ cho mình cái chuyện lúc nãy mình đã nói rồi, quay trở lại vấn đề là corrupt re, tức là map đó là re nhưng nó được corrupt bởi viên vào op là này. Bây giờ mình sẽ cho nó hình re như thế này, ok, và lấy viên corrupt viên avow op này đập vào thì nó sẽ corrupted re vàng. Thì đối với tất cả những map từ T11 cho tới T16 chúng ta phải làm theo cách đó để đi được cái bonus. Mà cái bonus này các bạn, mình nói các bạn chỉ cần đi một lần duy nhất thôi. Đi một lần duy nhất và những lần sau các bạn có thể đi re thoải mái hay đi cái gì đó các bạn tùy các bạn. Thì nhưng lần đầu đi map thì các bạn phải làm hoàn thành được cái bonus của map đó cho mình. Ok. Thì đó là cái mình muốn nói. Còn nhiều bạn hỏi đi tới sắp như thế nào. Ok, thì cái đó mình sẽ phân tích ở chuyện tập sau. À không phải ở tập sau, ở phần sau chứ. Phần ngay sau này thôi. Còn bây giờ mình tạm thời mình sẽ nói những cái thứ cơ bản về cái map này. Ok, và thêm một điều nữa. Các bạn đây. Cái set mình hay gọi là cái set tạt. Set tạt đấy. Thì cái set tạt này nó là một kiến thức cơ nâng cao rồi. Thì cái set tạt này thì mỗi lần chúng ta hoàn thành T trắng, những cái map trắng này này, hoàn thành tất cả map trắng nha trên Atlas, thì chúng ta được thêm một sector mới và hoàn thành những map vàng này từ T6 tới T9 à T10 á, gọi là map vàng. Hoàn thành tất cả những map vàng thì chúng ta thêm một tạp nữa, thì tổng cộng chúng ta có thể làm đến tới 4 cái tạp liên tiếp, 4 cái sector liên tiếp. Thì kiến thức này là kiến thức không phải kiến thức dành cho newbie, và mình đến tận bây giờ mình cũng chưa biết cách farm này thế nào. Cái này thì các bạn phải xác định là trong map đó có cái gì, các bạn stack lại với nhau và farm thì nó nâng cao khả năng drop hơn. Còn đối với newbie chúng ta chưa cần biết, và sau này nếu mà các bạn cần mình sẽ làm video. Còn hiện tại newbie thì chúng ta chưa cần, thật sự là chưa cần biết cái này là gì. Chúng ta chỉ cần đi map kiếm gì ngon nhất map và bán revendo cái gì đó bla 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 được, thế là xong. Ok, mình sẽ kết thúc tập phần 1 ở đây, chúng ta sang phần 2 nào. Ok, chúng ta qua phần 2, mình sẽ giải thích các bạn Elder là gì, Shaper là gì, Uber Elder là gì và cách điều khiển map, điều khiển cái phần influence theo ý mình. Thì ở đây, khi mình bật chữ G lên, chữ G của bàn phím ạ, thì nó sẽ ra các bảng alarm như mình như tất cả mọi người đều biết. Thì chỉ những map này, những map mà có shop tool này, chúng ta cứ đi xong một map này, cái phần shop tool này sẽ lan rộng ra đi đâu mình không biết, nhưng mà nó sẽ rộng hơn chắc chắn rồi. Thì phần shop tool chúng ta gọi là Elder Influence, tức là vùng bị ảnh hưởng bởi Elder. Còn những nơi mà nhìn như kiểu mấy cái sao như kiểu mấy bông tuyết mà lăn đi lăn lại này thì gọi là Shaper Influence, nghĩa là những vùng bị nhiễm ảnh hưởng bởi Shaper. Thì luôn có một quy tắc thế này, trên cái Atlas á, chúng ta có thể có vô vàn những nơi bị Shaper, ok, và nó đứt đoạn với nhau nha, đứt đoạn với nhau thành một vùng biệt lập á, chúng ta có thể có nhiều hơn một vùng biệt lập của cái Shaper. Nhưng với thằng Elder á thì nó luôn chỉ có một khu thôi, tức là cái này nó sẽ ảnh hưởng tới những cái gì mình sẽ nói sau này, thì bây giờ mình sẽ giải thích luôn. Thì trên map nó chỉ duy nhất một vùng bị Elder thôi, nó không thể kiểu phân thân từ nơi này sang với nơi khác, là nó đang ở đây đúng không, vùng Elder ở đây thì không thể nào xuất hiện một cái Elder khác nó ở đây được, không thể có hai khu bị Elder trên cùng một cái Atlas. Cái này không biết mình xài tiếng Việt đúng hay không nhưng mà theo mình hiểu là như vậy, tức là cái Elder này dù nó lan tới đâu á nhưng tụi nó vẫn luôn có nhau, chứ không phải là tụi nó tách ra rồi thì nó tách thành hai map bị Elder luôn, hai khu bị Elder, hai phần bị Elder. Ok, hiểu hiểu cái định nghĩa đó cho mình, nhớ lấy để mình nói những cái đằng sau các bạn dễ hiểu hơn và tại sao mình phải nói như vậy. Thì thế này, thì tại sao nó spawn ra những phần như này để làm gì? Thì những phần bị Shaper và bị Elder thì đồ đạc nó sẽ rớt ra hai hai loại item, đó là mình bật tab lên nào. Chốt cái này, không phải cái này, đây.
thì nó sẽ rớt ra hai loại đồ, gọi là đồ Sharper và đồ Elder. Đồ Sharper là những cái đồ mà có hình xúc tu này, như mình như các bạn nhìn đây này. Đây là một bài viết mình lấy trên mạng thôi. Chút nữa mình sẽ để link để cho các bạn đọc theo tiếng Anh thì có thể bạn hiểu một cách rõ hơn. Và đã chơi game này thì chúng ta cần khá khá vốn kiến thức về tiếng Anh. Cái này mình không thể giúp các bạn nữa, các bạn phải tự Google Translate ra. Các thứ như mình bật ở đây này. Thì có đồ Elder là đồ xúc tu, đồ Sharper đồ mẹ nhìn như kiểu vũ trụ rồi này. Đây mình có ví dụ cho bạn nhìn hình nó đẹp hơn. Mình không biết là mình có giữ lại không nữa, bởi vì những cái đồ đó thì các bạn phải biết cách craft rồi biết cách đây mình có đồ đây này. Thì cái đồ mà nhìn như Galaxy này, gọi là ý là nhìn như kiểu mấy bông sam nó lăn 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 đây này, thì gọi là Sharper. Ok, còn đồ Elder là những đồ nhìn như này, tức là có xúc tù ở đây. Thì những đồ này nó sẽ cái chất lượng của nó sẽ ngon hơn bình thường, và những cái dòng nó sẽ gọi là nó mạnh hơn bình thường. Ok, và nó có những mob mà chỉ nó có thôi. Chết cha, mạng mình lại nó trứng rồi, bạn chờ A few moments later. chút. Ok, sorry mọi người, nói chung là do cái mạng mình bị hơi bị điên chút, bị disconnect một tí. Thế này, mình nói tiếp này. Chúng ta có một cái quy tắc, như mình đã nói là trên map thì chúng ta có thể rất có rất nhiều vùng bị Sharper, nhưng chỉ duy nhất một vùng bị Elder thôi, như hình mình như cái atlas của mình này. Và rất nhiều bạn hỏi em mình là cái điều khiển cái phần influence này như thế nào. Thì đây mình có một mẹo này, đây mình có một cái bài viết luôn á, có hình ảnh khá là cụ thể thì mình sẽ cho bạn thấy. Đây đây là cái bài viết mà mình tìm được, cho nên mình sẽ để cái link ở dưới. Thì nó nói này, các bạn phải hiểu tiếng Anh nha. Thì nó nói để move hoặc remove cái phần influence trong các bạn atlas của bạn thì các bạn phải giết con boss của map bị ảnh hưởng. Ok, của cái map bị ảnh hưởng á, hoặc đấy. Cái đoạn này mình không cần phải dịch nha, nhưng đọc ở đoạn trên này các bạn đủ hiểu này nhá. Để nói chung là quy tắc cơ bản để gọi là để clear, để remove hoặc là để move một cái influence thì chúng ta phải giết con bot của cái map đó, map mà chúng ta gọi là map bị influence á. Ví dụ này, đây bình thường á, những map bị elder bên cạnh nó sẽ có vài map bị Sharper, bên cạnh nó sẽ có vài map bị Sharper như thế này, y chang luôn, y chang như hình đây, y chang như hình. Bên cạnh những map Elder thì luôn vài map bị Sharper, thì chúng ta chỉ cần đánh cái map Sharper này thôi thì map Sharper ngay lập tức bị nhiễm bởi Elder luôn. Lưu ý là những map Sharper bên cạnh map Elder làm vậy mới được nha. Đấy, quay trở lại map đó. Đây. Thì như cái hình là map này bị Sharper đánh cái nó thành bị Elder nhiễm. Đây cũng vậy, bạn nhìn thấy này. Và có một đặc điểm là những map này á, nếu mà mình không đánh không clear, không có giết boss của mấy map bị Sharper thì không bao giờ thành map Elder đâu. Thì chúng ta phải clear những map đó để nó lan cái Sharper vào. Lan lan cái Elder vào, đánh những map Sharper thì nó lan cái Elder vào. Đó là quy tắc ạ. Các bạn nhìn hình thì nó cũng có nói đây này. Và đây, thêm một điều nữa, trời ơi mạng mình nó bị điên đấy. Đây thì khi chúng ta mình nói này, chúng ta sẽ chỉ có khoảng mười mấy map bị Sharper bị Elder á, thì nó spawn ra tụi Guardian và thằng Elder. Thì nhiều bạn muốn hỏi mình là làm thế nào để có thể điều khiển được những cái này vào trong vùng màu đỏ, thì nó có một cái mẹo, đó là như mình đã nói là đánh Sharper để nó lăn Elder vào ạ. Và thứ hai, nếu mà nó lăn vào những cái map trắng và những map vàng quá thừa thãi mà các bạn muốn clear nó đi á, các bạn chỉ cần đánh boss của map đó, thì nó có một cái quy tắc. Đây, quy tắc nó ở đây. Tức là các bạn thấy trên hình có hình A, B và C như mình đã nói, thì
mình đã nói đầu cái phần hai đấy, mình đã nói là trên cái ala này chúng ta sẽ chỉ luôn có một vùng bị elder thôi, tức là nếu a và b ab abc bị nhiễm abc bị nhiễm này thì chúng ta giả dụ muốn tâm tẩy đi phần c và b, ok, thì chúng ta chỉ cần đánh b thôi, thì đánh b thì ngay lập tức phần c nó sẽ bị ngắt elder, là nó sẽ mất cái phần elder ở c luôn. Tức là biết giải thích nào nhỉ, tức là nó luôn đi theo cái gọi là logic á, đánh thân thì auto nó sẽ mất từ phần thân trở đi á. Ok, thì elder ở đây trong một cái bài viết nó có nói này, elder chính từ mình kéo một đoạn đây, elder influence must cover a minimum 7 math. Tức là cái elder chính á, elder chủ chốt á, thì nó luôn luôn phải có ít nhất 7 map để cover nó. 7 map ở 7 map gọi là map ở cùng nó bị influence bởi elder á. Thì đó là những 7 map đó thì nó gọi là cái phần influence chính. Tức là chúng ta cắt những phần nào thì 7 phần đó nó sẽ ở lại, còn những phần khác khi cắt xong nó sẽ mất đi cái influence. Kiểu kiểu vậy. Có thể mình giải thích cái này nhiều bạn hơi khó hiểu thì các bạn cứ comment, mình sẽ comment ra và mình sẽ giải thích cho bạn ra một cách dễ hiểu hơn. Còn tạm thời video mình sẽ nói này thôi, tức là chốt lại có hai điều, tức là thứ nhất này, chốt lại hai điều để điều khiển được cái influence. Thứ nhất là đánh những map sharper bên cạnh elder thì những map sharper nó sẽ biến thành elder luôn, nó sẽ gộp vào elder luôn. Và thứ hai, nếu bạn thấy cái sharper của bạn nó chạy ra những cái map mà các bạn không muốn á, thì các bạn chỉ cần clear cái map nằm ở thân, các bạn cần clear, tức là A, B và C á. Tức là bạn muốn không cho nó lan qua B và C á, bạn chỉ cần đánh B thì tự tưởng nó sẽ ngắt phần C luôn. Và map influence elder chính chúng ta sẽ có minimum 7 map nằm trong đó. Tức là khi cắt xong thì khi cắt những phần nhỏ thì 7 map nó luôn nằm ở trung tâm, và những phần khác khi bị cắt xong thì nó sẽ bị mất luôn. Các bạn cứ hiểu một cách như vậy là các bạn có thể làm được như mình. Có thể ban đầu các bạn khó khăn trong chuyện mà mình giải thích và các bạn thực hành, nó sẽ khá là gọi là cồng kềnh để các bạn hiểu. Nếu các bạn thử làm vài lần thì các bạn sẽ hiểu cơ chế hoạt động nó như thế nào. Cái phần này nó rất là dễ, theo mình là rất là dễ. Mình làm trò này hoài mà. Thì thêm một điều nữa, hai điều nữa mình muốn nói các bạn, đó là những phần lưu ý. Thứ nhất, chúng ta sẽ thi thoảng gặp những map gọi là stronghold này. Những map stronghold này khi chúng ta đánh xong, chúng ta sẽ có những vật phẩm xịn để mà lấy. Thì mình khuyên nếu mà các bạn có đầy đủ map thì cứ đi những map vàng vàng thế này. Map stronghold này, có Sharper stronghold và Elder stronghold nha. Bạn đánh thôi. Những cái Elder thì đôi khi các bạn đang muốn cho nó lan thì không đừng đánh. Còn những bạn nào mà kiểu không quan tâm đến chuyện đó lắm thì cứ đánh thôi. Mình thì hay đánh cái vàng vàng này để lấy thêm nhiều đồ, nó lỡ đâu đổi ra đồ xịn á, kiểu vậy. Và tiếp theo đó là một chuyện, đó là các bạn có thể đã nghe thuật ngữ Elder Ring. Elder Ring là gì? Mình sẽ có đây, để lên Google cho các bạn để các bạn hiểu Elder Ring là gì. Đây gọi là một cái Elder Ring này, tức là phần elder chạy trong vòng tròn. Thì cái trò này á, ngày trước nó còn xài được, chứ bây giờ nhá, cái elder ring này gần như nó đã không còn xài được nữa rồi. Các bạn hiểu chưa? Đừng nghe theo người ta làm cái elder ring làm gì, bởi vì hiện tại bây giờ á, cái trò elder ring này không còn làm được nữa. Nhớ lấy một điều đó cho mình. Ok. Và chúng ta sẽ có các gradient. Từ từ, mình sẽ chỉ cho các bạn Guardian nhìn như nào. Không biết có hình không nữa. Elder, đây con Elder không nói. Elder Influence. Mình mong sao nó có hình để cho các bạn nhìn.
Chưa, không có hình, không có hình đây. Mình sẽ phải minh chứng cho bạn mấy cái hình bé bé nhé. Mong sao đây, như ở hình này chúng ta có này, thì các bạn chỉ cần chỉ vào thôi. Thì nhiệm vụ các bạn khi mà đánh Sapper Influence, khi mà spawn ra tụi Guardian và thằng Elder á, thì nó luôn có một đặc điểm, đó là thằng Guardian, bạn phải đánh 4 thằng Guardian trước rồi mới đánh được thằng Elder, thì nó mới spawn ra thằng Elder cho các bạn đánh. Các bạn cứ hiểu như vậy. Thì mấy cái thằng làm nào biết map mình đánh là map Guardian hay map Elder thì các bạn chỉ cần chỉ vào thôi. Chỉ vào thì nó sẽ ghi đó là thằng Guardian nào hoặc là thằng Elder có ở đó hay không. Các bạn chỉ vào, chỉ vào thấy. Chứ cái này tạm thời mình không có làm cái trò Elder này nữa. Mình cũng off league khá là lâu rồi. Bây giờ mình chỉ làm lại, quay lại để làm video để chuẩn bị cho league sau thôi. Thì mình còn chỉ nói như vậy. Và thêm một điều nữa. Uber Elder là gì? Ok. Thì nói chung là mình nằm trong group new build của Path of Exile cũng khá một khoảng thời gian rất là lâu. Và mình chăm chú đọc những cái bài trên đó thì mình có nhìn được một cái comment. Đây. À, không phải đây. Đây. Elder là gì? Elder là cái map ở cuối cùng đây này. Shattered Rim đây này. Thì từ từ tắt cái hình ảnh trước nha. Ở Shattered Rim đây này là map T17. Ok. Thì nơi đó là nơi chúng ta đánh Uber Elder đó. Đây thì mình có nhìn một cái comment thì nói này. Giết 4 con Minotaur, Chimera, Phoenix và Hydra để lấy đủ mảnh và đánh Shopper. Sau khi hạ shop Shopper này sẽ drop ra chìa khóa. Về Arkmer dùng chìa khóa mở phòng thí nghiệm lấy Elder off. Qua bước này thì bắt đầu mới lưu được Uber Elder. Tức là muốn đánh được Uber Elder thì các bạn phải influence được cái map Shopper Rim, tức là map T17. Nếu mà bình thường các bạn không thể lưu được cái Elder Influence này vào trong T17 được đâu. Các bạn phải làm theo những các bạn bình trần ở trong hình mình có ghi này. Đây này. Lưu, nhiều bạn sẽ hỏi cái thuật ngữ lưu là gì. Lưu ở đây tức là kéo á. Kéo cái phần Influence vào á. Đó, thì mình sẽ giữ cái comment đây để cho các bạn nhìn khoảng một lúc đi. Hoặc các bạn pause video lại bạn nhìn và học theo. Mình cũng cảm ơn bạn Bình Đăng này. Bạn Bình Đăng này cũng khá là một người giúp new build khá là nhiều trong cái group new build Paradise. Mình cảm ơn bạn này cũng đã comment ra một cách đầy đủ nhất và mình có thể giải thích cho những bạn đang coi video này ở đây. Làm nào gọi là spawn được thằng Uber Elder, đánh Uber Elder các thứ. Thì đánh Uber Elder như nào thì các bạn coi video các thứ, nên nó cũng rất nhiều bạn thể rất nhiều người đã đánh được Uber Elder rồi. Cái đó cũng không phải khó khăn hay gì lắm. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây. Và bất kỳ một câu hỏi nào nữa hỏi ra thì mình sẽ trả lời hết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và nếu các bạn thấy video này hay, bổ ích thì hãy share và like. Mình sẽ rất cảm ơn điều đó. Và nó cũng ủng hộ mình phần tinh thần của mình. Ok, bye bye mọi người.